Kính thưa quý vị, huấn luyện trẻ em đi thám hiểm Bắc Cực. Bốn đứa trẻ người Na Uy thử sức đi đến Bắc Cực trên xe trượt tuyết để giám định việc thay đổi khí hậu để báo cáo về buổi họp báo của Liên Hiệp Quốc vào cuối năm nay. Theo tin của hãng truyền thông Na Uy NRK, thì có khoảng 600 đứa trẻ đã ghi danh cho dự án Mission Arctic và cuối cùng đã có 4 em học sinh 13 tuổi được lựa chọn để tham gia chuyến phiêu lưu này. Những người thắng cuộc là Elias, Erika, Johannes và Johannes đã lên đường để đến Cực Bắc. Các em đã được đưa xuống bằng chiếc trực thăng vào ngày 16 tháng 4 và chuyến đi đến Bắc Cực sẽ kéo dài trong vòng 8 ngày. Trong chuyến đi, các em sẽ sống trong lều cắm trại và sẽ được tham gia nghiên cứu. Trước chuyến đi, các em cũng sẽ dành thời gian tại hòn đảo Svalbard của Na Uy, cách vùng cực khoảng 1.300 km để chuẩn bị cho dự án này. Vào tuần cuối cùng của đợt tập huấn, thời tiết xấu gây ra mưa gió rất mạnh, gần như đã xé tan những căn lều của các em và mọi người đã phải nhanh chóng đi trú bão. Trong đợt tập huấn, các em cũng được đến nghiên cứu trên chiếc tàu Lance với những máy móc để nghiên cứu về các tảng băng trôi. Trên chiếc tàu Lance này, các em đã giúp đỡ các nhà nghiên cứu lấy mẫu băng và mẫu nước và cũng được nhìn thấy gốc Bắc Cực ở khoảng cách rất gần. Mục tiêu của chuyến đi này là để truyền dạy cho thế hệ trẻ nguyên nhân và hậu quả của việc thay đổi khí hậu. Các em sẽ đem các kết quả nghiên cứu của mình đến với các nhà lãnh đạo thế giới trong buổi họp báo lớn về thay đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Paris vào tháng 11 năm nay. Toàn bộ chuyến đi sẽ được quay phim và phát sóng trên kênh truyền hình Na Uy NRK cho trẻ em vào năm sau.